ban dạy chúng ta nơi người con. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều mà các mục tử thuật lại cho họ. Còn bà Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ biết. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã báo trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày giáo hội mời chúng ta. Đáng lẽ ngày mai mình mới mừng, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt, mình mừng chiều thứ bảy, thế cho lễ Chủ nhật. Cho hôm nay chưa phải ngày đầu năm. Ngày đầu năm dương lịch là ngày giáo hội mời mình cầu nguyện cho hòa bình thế giới và là ngày tôn phong Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đã làm người, ai cũng phải có một người mẹ. Tôi dùng chữ phải, có nghĩa là ai dám nói rằng tôi không có mẹ. Cho dù em bé đó được thụ thai trong ống nghiệm, thì cái người cho cái noãn là mẹ, cái người cho tinh trùng là cha. Không thể nào tự mình sinh ra mà không có mẹ, không có cha. Nhất là không có mẹ làm sao trong 9 tháng 10 ngày thành hình cưu mang trong bụng mẹ. Ai cũng phải có mẹ, ai cũng phải có một người mẹ, không thể có hai người mẹ được. Đó là chân lý. Mẹ là người cưu mang mình, sinh ra mình và nuôi dưỡng mình cho mình khôn lớn. Mẹ là thầy giáo đầu tiên dạy mình. Và khi Giêsu là con Thiên Chúa làm người, đấng mà chúng ta gọi là Emmanuel, mang lấy thân phận con người, thì Ngài cũng cần một người mẹ như bao nhiêu người khác. Maria đang là một thiếu nữ, là một trinh nữ được Thiên Chúa tuyển chọn để mang lấy và sinh hạ con một Thiên Chúa. Về điểm này, một số giáo phái chỉ trích đạo Công giáo La Mã. Nhưng khi công đồng Ê-phê-sô năm 431 gọi danh từ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, công đồng hoàn toàn không có ý nói rằng Đức Mẹ sinh ra Chúa Cha hay sinh ra Chúa Thánh Thần như người ta xuyên tạc. Đức Mẹ chỉ sinh ra nhân vật Giêsu, mà vì nhân vật đó vừa là người thật vừa là Thiên Chúa thật. Đó là cái lý do công đồng đã đưa ra mà người ta cứ dựa vào đó để chỉ trích đạo của chúng ta. Chúng ta không tranh cãi, cứ lấy tài liệu của công đồng Ê-phê-sô, nó còn bản văn đó. Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa làm người, cần một người mẹ. Và vì là mẹ của nhân vật Giêsu, mà nhân vật đó cũng là chính Thiên Chúa, cho nên chắc chắn mẹ được tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Trong cái ý không phải là mẹ sinh ra Chúa Cha hay sinh ra Chúa Thánh Thần,
Tôi cố ý lặp lại lần thứ hai. Đây là một điều chúng ta không hiểu được, nhưng chúng ta chấp nhận. Một điều mà bây giờ, chiều hôm nay chúng ta nghe các mục đồng, mấy người chăn chiên là những người ít học, nhưng họ nhìn thấy, họ cảm nghiệm được cái sự huy hoàng của cái nét đơn sơ, nghèo hèn của em bé. Còn riêng Maria thì ghi nhận tất cả những điều đó trong lòng, rồi suy đi, nghĩ lại, để đi vào một cách sâu xa hơn, thấm thía hơn, và nhờ ơn Chúa soi sáng mà suốt cuộc đời mẹ đã tiếp tục xin vâng. Cho nên, trong những ngày cuối cùng của một năm cũ sắp qua, rồi đây trong cuốn lịch không bao giờ chúng ta viết, trong những văn tự chúng ta không còn viết 2022 nữa. Vài tiếng đồng hồ nữa, bắt đầu 2023. Tất cả quá khứ, chúng ta còn vài tiếng nữa thôi. Tôi nhớ, cũng một lần, giao thừa dương lịch, tôi giúp chiếc xe chở học sinh đi từ Sài Gòn về Đà Lạt để cho kịp mừng giao thừa trong nhà dòng. Chiếc xe 32 chỗ ngồi, đi lên đèo Pren, ai cũng biết đèo Pren là cái đèo cuối cùng dài 9 cây số cách thành phố Đà Lạt ở phía nam, không xa lắm. Thì cái bánh xe đằng sau nó xẹp. Chuyện thay bánh xe là chuyện dễ. Chúng tôi thay rất nhanh. Và hồi đó còn khỏe mạnh, tôi leo lên mui lấy cái bánh gọi là bánh sơ cua đó. Tôi đem nó xuống. Rồi thì mấy anh kia thì mấy thầy các thì đội chiếc xe lên, tháo cái bánh kia ra. Tôi dựng cái bánh sơ cua đó ở bên hông chiếc xe đó. Rồi sơ ý thế nào, cái bánh nó chạy. Mà cái đường dốc, ở dốc Brent, tôi thấy nó chạy tôi đuổi, mà nó chạy nhanh hơn tôi. Rồi nó xuống dốc, rồi nó xuống suối. Và cái suối đó, theo cái vách của nó, thì khoảng 80 mét ở bên dưới á. Có phải vô duyên không? Mà giờ không biết nó đâu, nó cây rừng rậm rạp, nó cứ chạy ào ào xuống, rồi không thấy nó chạy nữa, thì biết nó có chỗ đáp rồi. Mà trời đã về chiều, bắt đầu lạnh, Đà Lạt lạnh. Tôi với mấy thầy đi tìm, mình mới nghĩ nó vô duyên vô cùng. Một cách vô duyên, bất cẩn, không đáng để mà bị. Bây giờ tìm cho được cái bánh xe, khiêng nó lên không phải là chuyện dễ. Cũng tìm ra, cũng khiêng lên được, cũng thay vào, và về tới nhà trễ giờ giao thừa rồi. Chuyến xe đời của chúng ta cũng vậy. Nó đi cho kịp một cột mốc để bước vào một năm mới. Thưa quý vị, trong suốt một năm qua, đã âm thầm, thời gian cứ đi, đâu có ai để ý. Nó cứ trôi qua, trôi qua. Đang khi đó, chúng ta cứ sống hết ngày này qua ngày nọ, hết tuần này qua tuần kia, hết tháng này qua tháng khác. Trôi nhanh lắm. 12 tháng, 52 tuần lễ qua mau. Có rất nhiều người đã không rời mắt khỏi chiếc đồng hồ và hồi hộp để chờ đêm nay cái mà người Anh gọi là countdown. Để khi cái kim nó đến túng số 12 thì vui mừng, phấn khởi. Tôi nhớ cũng cái năm 2000, thay vì đợi tận thế đó, tôi cũng đi ra cái nhà con sò ở Sydney đó, tôi kể hoài, mà bây giờ tôi vẫn còn tiếc đó. Tới lúc mà người ta countdown thì pháo bông nó bắn lên ở cái cầu Harbour Bridge. Rồi tất cả nhà con sò sáng rực lên đẹp lắm. Rồi người ta hát mừng và người ta hôn nhau, lại Chúa tôi. Tôi có một cái bà Úc nào đó, chắc bà đi cũng một mình, thấy tôi cũng một mình. Bà hôn tôi một cái rồi bà đưa má ra cái tôi mắc cỡ quá. Mà tôi không dám hôn, tôi chỉ nói Happy New Year. Rồi tôi lẫn đi chỗ khác. Bây giờ tôi tiếc tới bây giờ.
Người ta mãi mê dừng lại ở con số 12 để đón cái năm mới đến. Một tích tắc nó thành quá khứ rồi. Một phút, hai phút, ba phút, rồi nửa tiếng sau, lủi thủi đi về, hết pháo bông. Cái đoàn người đông dày đặc. Mà trong cái đêm đó, tất cả phương tiện chuyên chở công cộng miễn phí. Trong cái khoảnh khắc vui giao thừa đó, người ta quên đi mọi nhọc nhằn, vất vả, mọi tranh chấp, mọi thất bại trong năm qua. Chỉ trong một giây lát ngắn đó thôi, họ dừng tay chiến đấu với đời và ngồi để tìm lại xem có cái gì đáng tiếc trong năm rồi, có cái gì trong năm mới mình cố gắng tránh. Giống như tôi ngồi mà nhìn anh em gắn cái bánh xe vào thì tôi tiếc cho cả một năm, chắc là nó cũng tuột xuống dốc y như vậy. Trong ngày đầu tiên của năm mới, khi gắn cái bánh xe vào để chạy về cho kịp, chúng ta nhìn lại đời sống của mình đi. Nhìn lại một năm trôi qua để định hướng lại cho đúng đắn, để có những dự định trong năm mới cố gắng thi hành. Tất cả phải được nhanh nhẹn giải quyết ngay, là vì con tàu thời gian vô tình nó cứ vùn vụt lao nhanh về phía trước, nó không có đợi mình đâu. Nhưng người ta thấy gì trong cái giây phút gọi là tiễn năm cũ đón năm mới? Người ta nói gì về quá khứ? Xin đừng nhắc tới những nỗi buồn nữa. Nhiều người trong chúng ta cũng chắc cũng giống như trường hợp của tôi, ngồi nhìn gắn cái bánh xe vào mà tiếc. Tiếc vì một sơ suất của mình. Có thể năm vừa qua là một năm không tốt chăng? Có nhiều điều không vừa ý chăng? Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều gặp vận xấu trong năm qua, nhưng hầu như tất cả mọi người đều đồng ý là có những sự việc xảy ra trong năm qua mà mình không bao giờ muốn nó xảy ra lần nữa. Như phải vĩnh viễn giả từ một người thân đi sang thế giới khác, hay gặp phải những khó khăn nan giải ngay trong gia đình mình, trong tình yêu đôi lứa của mình, hay với con cái của mình. Dĩ nhiên là không một ai muốn nhớ đến những rủi ro, những buồn phiền đó. Nhưng phải nhìn về tương lai, về những năm tháng sắp sửa bước tới, có lẽ chúng ta cũng sẽ phải gắn bánh xe vào rồi chạy thôi. Không thể ngồi ở đường đèo đợi đêm về rồi bó tay ngồi đó. Trong những ngày đầu năm mới, đặc biệt là năm âm lịch, còn năm dương lịch thì thấy chúc sơ sơ thôi. Chúng ta chúc nhau một năm đầy an lành hạnh phúc. Mặc dù ai cũng biết không bao giờ tất cả những lời chúc đó đều được thực hiện. Ai cũng biết, nhưng vẫn phải chúc. Năm mới cũng giống như một trang giấy trắng trải rộng ra trước mặt chúng ta. Và những gì sẽ được mình viết lên trang giấy đó thì không ai trong chúng ta biết chắc mình sẽ viết gì. Và viết xong có thực hiện được không? Chỉ có một điều mà rất có thể mỗi người trong chúng ta phải đối mặt chắc chắn, đó là những lầm lỗi. Đừng nản, đó là những bệnh tật, đó là những hiểu lầm trong những giao tiếp, đó là những cơn bệnh, và đó là cái chết. Cho nên, kính thưa quý ông bà, không phải ngẫu nhiên đâu mà chúng ta bắt đầu một năm mới dương lịch bằng thánh lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta tuyên dương cái câu Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa một ngày bao nhiêu lần? Ai lần chuỗi thì biết. Phần thứ nhì của Kinh Kính Mừng lần nào cũng có Thánh Maria, Mẹ Chúa Trời. Chúng ta đọc đi, đọc lại đến mức độ chúng ta không để ý nữa. Chúng ta tuyên dương đó là chúng ta tin. Và luôn luôn Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là những tội nhân.
để thấy thân phận của mình đối diện với tương lai vẫn còn lấp đầy những hố sâu mà mình muốn giấu kín, những bóng tối mà mình muốn che, không muốn ai thấy. Đó là tội lỗi, là yếu đuối. Hãy dâng cho mẹ. Thật sự, không có người mẹ nào không thương con. Cũng như mẹ Maria, chúng ta cũng sẽ không được chuẩn trước những cái khó khăn của cuộc đời Đức Mẹ cũng trải qua. Chúng ta không được chuẩn trước những đau yếu bệnh tật. Có lẽ Đức Mẹ cũng đã từng đau yếu bệnh tật. Nhưng điều chúng ta có thể làm và cần phải làm là đi theo dấu chân của mẹ và dâng tất cả một năm sắp xảy ra trong vòng tay thân yêu của mẹ và nói với mẹ: xin dạy con hai chữ xin vâng. Vì Thiên Chúa thì không bao giờ bỏ rơi mình, chỉ có mình ngại ngùng không dám đi theo Chúa. Cả năm mới này với mọi biến cố buồn vui nó cũng đã được an bài, có nghĩa là Chúa đã thấy trước. Nó nằm trong vòng tay thân yêu của Chúa, trong sự quan phòng của Chúa. Vậy, trong năm mới 2023, hãy tin tưởng dâng cho Chúa tất cả. Tin tưởng tất cả, phó thác tất cả. Tôi tin đó là một bước khởi đầu đúng đắn nhất và đầy hy vọng. Là vì tất cả dâng vào vòng tay của mẹ, người mẹ đủ khéo léo để bảo vệ con mình, để hướng dẫn con mình, để đem con đi vào trong con đường hạnh phúc. Xin Chúa ban cho chúng con một năm mới bình an. Xin Chúa ban cho chúng con tâm hồn biết xin vâng, cho dù bất kỳ điều gì xảy đến. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng hiếu thảo, ngay cả với mẹ của Chúa, và vì mẹ cũng là mẹ của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con làm cho người mẹ trần gian của chúng con đau khổ. Xin tha cho những lỗi đó. Và nhất là chúng con quên mất lòng thương yêu bao la của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mà chúng con kính mừng hôm nay. Biết hai anh chị này đã có hôn nhân hay rối rắm gì thì xin báo. Tuần sau là lần rao cuối cùng. Thông báo thứ nhì, ai cũng biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã xin xuống ngôi giáo hoàng và chúng ta ngày 13 tháng 3 năm 2013 đã bầu Đức Giáo Hoàng Francisco cho tới hôm nay là 9 năm rồi đó. Thì ngài Benedicto thứ 16 mới qua đời lúc 9 giờ 34 sáng nay. Mấy tuần này là báo chí đã nói sức khỏe của ngài rất yếu, ngài mới qua đời. Rồi trong giáo hội sẽ có những nghi lễ dành riêng cho một Đức Giáo Hoàng nhé. Ngoài ra thì chắc đâu có thấy thông báo gì về cha quản nhiệm, thì tôi cũng có tin tức gì thêm. Tôi chưa thấy ngài về thì tôi nói chưa về, có vậy thôi, chứ tôi không dám nói gì khác nhé. Rồi có cái gì để nói nữa không? Không ai nói gì hết. Không ai nói gì hết thì mình về. Hả? Bữa nay hết chuyện kể rồi. Thôi thì tôi kể lại chuyện cũ tuần rồi tôi kể rồi đó. Tôi nói là có một cha bối rối như tôi lúc mới ra làm linh mục. Bối rối nhiều thứ lắm. Cái gì cũng dùng sách đó đó. Tại vì mấy cái câu nó đọc trong đó linh tinh lắm, mình đọc sai nó kỳ. Thì có người bạn cùng lớp, anh ta không tu nữa, anh ta về, rồi nghe ông này làm linh mục, thì tới được xin phép lành đầu tay đó, thì anh ta dắt vợ theo,
mà vợ đang có thai. Thế là nói, này này, ê bồ, chúc lành cho em bé đi. Ông Tân Linh Mục nói dễ lắm, mở sách ra, xong rồi đưa tay ra vậy. Lạy Chúa, xin cho nó từ nay ngân vang khắp xóm làng. Thằng bạn nó hỏi đọc gì kỳ vậy, nó giật cuốn sách thì thấy ông mở nhầm cái chỗ làm phép chuông, thì nó ngân vang khắp xóm làng. Cái ông cũng chữa, ông nói cũng giống cái chuông đó nha. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì là cha Mai Đào Hiền đó, là cha qua đời rồi đó, nhưng mà tôi kể đi kể lại, cha được giao làm tuyên úy nhà hưu. Ông Martin 76 tuổi, vợ chết, con cái cả đống, công giáo rất đạo đức. Bà Rosemary cũng 72 tuổi, có chồng, chồng cũng qua đời rồi, cả hai bên đều muốn sống an ủi nhau cho đến lúc chết, cho nên làm đám cưới. Thế thì có ba câu hỏi trong cuốn sách, nó ghi rất rõ, mấy cái chữ đỏ là nó ghi cách làm. Ví dụ tới đây thì giăng tay ra, tới đây thì chúc lành, tới đây thì tùy trường hợp mà hỏi. Thì ông hỏi câu thứ nhất, có tự do để đến với nhau không? Hai ông bà, yep, rồi tự do. Có yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Ông cũng yep, bà cũng yep. Câu thứ ba, có đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban không? Ông kia đâu có nghe gì, ông yep. Còn cái bà Rosemary, bà nhìn cha Hiền vậy nè, bà chỉ vậy, not applicable, too old. Thế là con cái trong nhà thờ nó quăng nón lên, nó ăn mừng, vui rất là vui. Cha Hiền cái thấy mình làm cho người ta vui cũng vui. Nhưng mà vô trong đọc lại thì cái câu đó tùy trường hợp mà hỏi đó. Nguy hiểm lắm. Rồi có một cha mà cứ sau lễ đó, tôi thấy bên Mỹ nó có thói quen, nó cứ ẩm mấy em nhỏ tới cho mấy cha chúc lành đó. Có một lần 7 đứa, ôi trời, mà làm mỗi đứa về lâu, ông bảo các bà đứng ngang hàng. Cái ông là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cho mẫu số chung luôn, là một cây thánh giá chung. Cái đó tôi đặt ra chứ không có đâu nha. Chuyện cha Mai Đào Hiền thì có 100%, mà chuyện mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là của tôi. Rồi, cảm ơn cộng đoàn. Xin chúc một năm mới thật vui.